Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đôi khi có những người không cùng tôn giáo với chúng ta đặt ra câu hỏi: đâu là mục đích của một ngôi nhà thờ? Đâu là mục đích của một ngôi nhà thờ? Nói cách khác, một ngôi nhà thờ được xây để làm gì? Chúng ta thấy có những ngôi nhà thờ lớn đồ sộ, rất là hoành tráng, nguy nga. Nhưng cũng có những ngôi nhà thờ rất khiêm tốn, nằm sâu trong lùm cây ở vùng nông thôn hẻo lánh hay giữa cánh đồng. Chúng ta thấy có những ngôi nhà thờ cho những cộng đoàn rất là đông, mấy ngàn người hoặc hơn nữa. Nhưng cũng có những ngôi nhà thờ nhỏ bé, chỉ dành cho một cộng đoàn 5, 6, 70 người tín hữu. Vậy mục đích của ngôi nhà thờ có giống nhau hay không? Và câu hỏi ấy được đặt ra. Xin thưa, mục đích của ngôi nhà thờ là để đào tạo các tín hữu, để giúp phần thăng tiến con người ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thăng tiến con người trong lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực gia đình, trong lĩnh vực nhân bản, trong lĩnh vực nghề nghiệp, trong lĩnh vực đức tin và trong đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa không có nhu cầu cần thiết có một ngôi nhà thờ, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự từ hư vô, từ hoang sơ, từ hỗn mang. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, muôn loài, muôn vật. Vì thế Thiên Chúa không cần một ngôi nhà thờ, một nơi chốn, bởi vì Ngài, vinh quang của Người bao trùm địa cầu này, và Người ngự trong chính tâm hồn của con người chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta cần thiết một ngôi thánh đường là vì nhằm mục đích giáo dục đào tạo con người, để rồi trong cái không gian thiêng thánh này, chúng ta đến đây
chúng ta gặp gỡ Chúa. Dẫu rằng Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nhưng mà nơi đây là một không gian thuận lợi phù hợp để chúng ta dễ dàng gặp gỡ Chúa hơn. Bởi vì nơi đây có bàn thờ, nơi đây có trang trí nhà thờ, nơi đây có không gian tâm linh, nơi đây có mình Thánh Chúa, và nơi đây có bầu khí cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn tập thể. Vì thế mà mỗi một ngôi nhà thờ dù lớn hay nhỏ, dù ở thành phố hay ở nông thôn, đều nhằm một mục đích chung là để đào tạo, thăng tiến đời sống con người ở nhiều lĩnh vực và nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi muốn xin cộng đoàn chúng ta dừng lại ở một khía cạnh mà chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu nói đến người gieo giống. Chúa dùng những hình ảnh rất đơn sơ, rất bình dị, rất dễ hiểu, mà nhất là đối với chúng ta ở nông thôn, ai cũng hiểu. Người gieo giống đem hạt đi để gieo trên ruộng đồng. Chúa đã nói đến có bốn loại đất khác nhau, bởi vì khi người gieo giống thì hạt giống rơi vào trong một trong bốn loại đất. Thứ nhất là có những hạt giống gieo rơi bên vệ đường, người đi qua dẫm đạp lên và hạt giống ấy bị chết nghẹt. Loại đất thứ hai là loại đất có nhiều đá sỏi, hạt giống gieo vào đó nhưng mà chết nghẹt bởi vì không có chất dưỡng nuôi, không có đất màu mỡ. Loại đất thứ ba là loại đất có nhiều gai góc, hạt giống gieo vào cũng mọc lên nhưng mà gai góc làm cho chết nghẹt. Loại đất thứ bốn là loại đất màu mỡ, phì nhiêu, hạt giống được gieo vào sinh hoa kết trái và một hạt có thể thành 100 hạt khác. Chính Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn này trong phần 2 của bài tin mừng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mà chúng ta nghe ai cũng dễ hiểu. Chúa nói rằng loại đất thứ nhất tượng trưng cho những người nghe lời Chúa thì vui vẻ lắm. Nó giống như ở vệ đường, hạt giống gieo vào nhưng mà chẳng bao lâu chim trời ăn mất, hoặc là người ta đi ngang qua người ta dẫm lên. Đó là những người cũng đón nhận lời Chúa nhưng mà chóng quên. Loại đất thứ hai, loại đất đá sỏi, Chúa bảo đó là những người đón nhận lời Chúa thì cứ vui vẻ lắm, hăng hái lắm, nhưng mà chỉ nhất thời, chỉ được một thời gian ngắn thôi. Rồi sau đó thì lời Chúa đi đâu mất, họ không còn nhớ đến nữa. Tức là lời Chúa không ăn dễ sâu nơi tâm hồn của họ. Loại đất thứ ba, chính Chúa nói với chúng ta là loại đất nhiều gai góc. Có nghĩa là nhiều người đón nhận lời Chúa, nhưng mà họ cũng còn mang những đam mê yếu đuối mà không có can đảm để từ bỏ. Vì thế mà những đam mê ấy làm cho lời Chúa bị bóp nghẹt, không thể lớn lên được. Và loại đất thứ bốn là loại đất phì nhiêu màu mỡ. Những ai đón nhận lời Chúa, sốt sáng, thực hành, chuyên tâm, cầu nguyện, để rồi lời ấy sinh hoa kết trái trong chính cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhà thờ này là nơi mà chúng ta đón nhận hạt giống lời Chúa. Giảng đài này có một vị trí quan trọng, được gọi là giảng đài bởi vì là nơi công bố lời Chúa, và cha xứ hoặc là cha nào cử hành thánh lễ chia sẻ lời Chúa, giải thích lời Chúa, để rồi lời Chúa như lời Thánh Vịnh nói với chúng ta là ngọn đèn soi cho con bước và ánh sáng chỉ đường con đi. Chính vì thế mà trong thánh lễ chúng ta tham dự bao giờ cũng có phần đọc lời Chúa, nhưng tiếc thay phần lớn những người giáo dân không mấy để ý lời Chúa nói với mình điều gì. Vì thế mà có thể đi giam giữ một thánh lễ, và khi kết thúc thánh lễ trở về với cuộc đời, khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta quên ngay, không nhớ lời Chúa mà chúng ta vừa nghe là gì. Cho nên lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta giống như một mảnh đất ở vệ đường, giống như mảnh đất có nhiều đá sỏi, và giống như mảnh đất có nhiều gai góc. Thánh lễ nào cũng có các bài đọc lời Chúa. Thánh lễ sáng ngày thường có một bài sách thánh và một bài phúc âm. Thánh lễ ngày Chúa Nhật có hai bài sách thánh, một bài trích sách Cựu Ước, một bài trích Tân Ước và một bài phúc âm là tin mừng của Chúa. Lời Chúa mà giáo hội dành cho chúng ta trong phụng vụ khá dồi dào, nhưng mà không mấy khi chúng ta đón nhận.
Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngôi nhà thờ này là một không gian thiêng liêng mà lời Chúa được công bố, lời Chúa được giải thích, lời Chúa được áp dụng và lời Chúa được hướng dẫn để nuôi dưỡng mỗi người tín hữu chúng ta. Để rồi không phải chỉ dừng lại trong ngôi thánh đường này, khi chúng ta về với cuộc đời, lời Chúa soi sáng chúng ta trong những quyết định quan trọng. Lời Chúa hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết đối nhân xử thế. Lời Chúa khiển trách chúng ta khi chúng ta làm điều không tốt. Lời Chúa ban cho chúng ta can đảm để chúng ta có thể giao hòa với những người đang mâu thuẫn. Và lời Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể làm những việc phi thường nhằm tôn vinh danh Chúa và yêu mến giáo hội. Hình ảnh người gieo giống nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng đón nhận. Và thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi: tôi thuộc về loại đất nào trong bốn loại đất mà chính Chúa Giêsu đã nhắc tới? Tâm hồn tôi thuộc về loại đất nào? Đó là đất vệ đường, đất nhiều đá sỏi, đất có gai góc, hay là một mảnh đất tốt, lời Chúa được gieo vào và với sự cộng tác của cá nhân tôi, lời ấy nảy mầm và sinh hoa kết trái. Khi chúng ta nói đến dụ ngôn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, chúng ta cũng cần phải ý thức mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, với tư cách là người tín hữu, với tư cách là người Kitô hữu, thì mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên những người gieo giống vào lòng cuộc đời. Người tín hữu có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho anh chị em mình, đó là điều mà chúng ta gọi là truyền giáo, chúng ta gọi là loan báo phúc âm. Sống trong cuộc sống hàng ngày, ở nơi phố chợ, trên cánh đồng, trong công ty, trong hãng xưởng, người công giáo được mời gọi hãy loan báo lời Chúa, không phải chỉ là bằng môi miệng mà bằng chính cuộc đời của mình. Nếu một người công giáo sống tốt, nếu một người công giáo không nói dối, không có mưu mô để làm hại người khác, nếu gia đình người công giáo bền vững, vợ chồng chung thủy với nhau, nếu những người công giáo ăn ngay ở lành và cố gắng để gây dựng sự hòa thuận trong cuộc đời, thì chúng ta đang là những người gieo giống. Chúng ta đang là những người mang hạt giống của tin mừng để gieo vào khắp nẻo đường của cuộc sống hôm nay. Chúng ta như những người gieo giống kiên trì, nhẫn nại, bởi vì nếu chúng ta là những người gieo thì chính Chúa là người tác động để làm cho hạt giống ấy nảy mầm, sinh cây và đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Trong ngày lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Xí Nẻo hôm nay, kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta cùng hợp ý với cha xứ, với ban chánh chương ban hành giáo, với cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Công trình nhà thờ này cũng là một công trình kéo dài, nhưng rất may mắn được sự nâng đỡ hỗ trợ của quý ân nhân là những người con của giáo xứ Xí Nẻo, cũng như những người không phải quê hương ở đây nhưng cộng tác với cha xứ để làm nên công trình tốt đẹp này. Chúng ta tạ ơn Chúa đã soi lòng mở trí, đã kêu gọi, đã hướng dẫn để công trình này hoàn thiện một cách tốt lành. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý vị ân nhân, và xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta khi đến ngôi nhà thờ này biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa. Một ngôi nhà thờ không phải là công trình văn hóa. Một ngôi nhà được xây dựng không phải để cạnh tranh với những công trình xây cất bên cạnh. Một ngôi nhà thờ xây không phải để phô trương thanh thế và phô trương quyền lực. Một ngôi nhà thờ được xây không phải là để khoe giàu, khoe sang. Nhưng một ngôi nhà thờ được xây, như tôi thưa với cộng đoàn ở ban đầu, đào tạo và giúp cho đức tin của người tín hữu được thăng tiến. Và khi chuyên tâm đón nhận lời Chúa, chúng ta mỗi người sẽ trở nên điều mà Thánh Phaolô nói trong bài sách Thánh thứ hai chúng ta vừa nghe. Thánh Phaolô nói rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa xây cất đền thờ này. Đền thờ của anh em là bằng xương, bằng thịt, bằng những con người sống động. Ngôi đền thờ bằng bê tông, cốt sắt, bằng gỗ, bằng đá này chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta nên thánh thôi. Còn mục đích của ngôi nhà thờ này là để thăng tiến những đền thờ bằng con người, bằng xương, bằng thịt,
những con người cụ thể mà Thánh Phaolô nói anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa, anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Giêsu. Cuộc đời của chúng ta xây dựng trên nền tảng là Đức Giêsu, không xây dựng trên những giá trị trần gian, những giá trị chóng qua và những giá trị của con người, nhưng mà xây dựng trên Đức Giêsu. Nhờ đó mà đức tin của chúng ta được vững bền, và nhờ đó ngôi nhà thờ ấy mỗi ngày một phát triển, đem lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an và muôn ơn phúc dồi dào mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai sống công chính, thánh thiện và chuyên tâm thực hành lời Chúa. Xin nhắc lại hình ảnh người gieo giống. Chúa Giêsu vẫn đi vào lòng cuộc đời từ 2000 năm nay để tiếp tục gieo hạt giống của người, đó là hạt giống chân lý, hạt giống của sự thật, hạt giống của bình an và hạt giống của lòng nhân ái. Những ai đón nhận hạt giống ấy sẽ trở nên giống Chúa Giêsu, để rồi qua cuộc đời cụ thể của chúng ta phản ánh hình ảnh của ngôi hai Thiên Chúa đấng xuống thế làm người, đấng đã chấp nhận chịu chết trên thập giá để cứu độ con người, đấng vẫn đang hiện diện giữa chúng ta để động viên, khích lệ và nhắc nhở chúng ta hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hãy trở nên những người gieo giống để hạt giống bình an và hạt giống chân lý lan tỏa khắp thế gian này. Amen. Giờ đây là nghi thức làm phép bàn thờ. Chúng ta đều biết bàn thờ là tượng trưng cho chính Chúa Giêsu, bởi vì trên cây thánh giá, Chúa Giêsu vừa là bàn thờ, vừa là của lễ, vừa là tư tế. Bàn thờ được đặt ở trong vị trí trang trọng của cung thánh, là trung tâm điểm của cộng đoàn phụng vụ, là nơi quy tụ chúng ta. Bàn thờ cũng là bàn tiệc nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích thánh thể. Anh chị em hãy ý thức được tầm quan trọng của bàn thờ, để rồi mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta nhận ra đây chính là hình ảnh của Đức Giêsu, và chúng ta tham dự hy tế của người một cách sốt sáng, có ý thức và đem lại nhiều hiệu quả thiêng liêng cho đời sống tín hữu. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa đã nhận hy lễ của Đức Kitô đã dâng trên bàn thờ thập giá để cứu chuộc loài người. Chúa còn lấy tình phụ tử tập họp dân Chúa lại nơi bàn tiệc của người để chúng con cử hành lễ tưởng niệm người. Vì vậy chúng con nài xin Chúa đoái nhìn bàn thờ này, xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa, nên tế đàn để chúng con dâng hy lễ của Đức Kitô trong nhiệm tích, nên bàn để chúng con bẻ bánh ban sự sống và uống chén hiệp nhất, nên nguồn suối chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là đá sống động, chúng con được lớn lên trong người mà trở thành đền thờ. Và trên bàn thờ tâm hồn, chúng con dâng cuộc đời cố gắng nên thánh của chúng con, làm hy lễ ca tụng vinh quang Chúa, được đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.